Dạ vâng, xin kính thưa cô chú các anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đi quay để giới thiệu đến cô chú anh chị với cái lô đất nó như thế này. Thì tổng diện tích của lô đất này là khoảng 1 hecta 1 nha. Thì mình có khoảng 60 mét mặt tiền đường bê tông nó như này, được quy hoạch làm khu dân cư ha. Mình sẽ qua bên kia để lên cái góc hình ảnh cho cô chú anh chị. Và đây là cái cà phê của mình. Đó, mình sẽ cố gắng đi chậm chậm để cho cô chú anh chị hình dung về cái lô đất này nha. Và cái lô đất này của mình thì nó nằm tại xã Nam Nung, huyện Krông Anna của tỉnh Đắk Nông. Và lô đất này đã được quy hoạch là ô bàn cờ và khu dân cư, thì rất là tiện nghi. Và lô đất mình mà ra tới xã thì nó cũng khá là gần nha, khoảng chừng 500 mét thôi là tới xã rồi, tới trung tâm xã rồi nha mọi người. Thì với cái lô đất này, đây tới ngay cái bờ đào hàng rào này đó, ra tới đây thì mình sẽ dùng ngay cái góc ranh giới ngay cái cổng đào này đó, cái con đường này thẳng tưng đi xuống dưới ngay bờ hồ luôn. Và cái lô đất của mình thì nói chung là được cái bên hồ này cũng khá là đẹp đó, hai bên rồi lô đất của mình nó sẽ dùng đi qua đây đó, con đường bê tông nó như thế này. Và đất của mình toàn bộ là được trồng phun cà phê ha mọi người, có lâu trồng được cây sầu riêng đó. Thì đi ra đây thì mình sẽ đi vào giữa, mình có khoảng là 60 mét mặt tiền đường bê tông ha. Và rồi thì bây giờ mình sẽ dùng hình flycam cho mọi người quan sát cái thủ đất nó như thế này ha. Đó, lô đất này thì mình thấy nó khá là ổn và đẹp. Được cái nó có 60 mét mặt tiền đường bê tông này thì rất là đẹp. Đất quy hoạch khu dân cư. Mà đất mình thì nếu mà đi từ vị trí đất này mà ra đến thành phố Hồ Chí Minh thì nó rơi vào đâu đó khoảng chừng 300 km nha. Mà đi đến thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ rơi vào khoảng chừng thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 60 đến 65 km, và ra đến trung tâm xã Nam Nung thì nó sẽ rơi vào tầm 500 m. Đó, vị trí đất này nó sẽ nằm ở ngay cái địa thế như thế này. Đất thì bằng phải, rất là ok. Trồng phun cà phê, có trồng sen ít sầu riêng, nhưng mà lâu cây thôi, không có đáng kể. Đất mình thì có điện để xài luôn. Cái thế đất và cái view này cũng khá là đẹp, đất bằng phẳng, ok. Giá tiền thì hiện tại thì chủ nhà cũng đang chào bán với giá là 3 tỷ. Thì coi như là lần đầu tiên mình lên cái video mà có cái lô đất đắt đỏ nó như thế này. Nhưng mà nói chung là mình thấy nó cũng gọi là tiền nào của đó nha mọi người. Thì chắc chắn điều đó nó sẽ xảy ra. Thì cô chú anh chị chắc cũng không ngỡ ngàng về cái thế đất nó như thế này, thì nó quá đẹp đi ha. Đất thì sổ thì hiện tại nó đang nằm ở ngân hàng nha mọi người. Thì nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng thì mình sẽ gửi sổ và thông tin chi tiết qua cái số điện thoại của mình thể hiện ở trên màn hình. Thì nếu như cảm thấy được và hài lòng đối với chính bản thân mình và hài lòng với túi tiền của mình thì mình kết nối Zalo ha, qua cái số điện thoại của mình ở trên màn hình TV này. Thì cô chú anh chị sẽ được tư vấn thêm một chút xíu về thông tin chi tiết về cái lô đất này. Thì thế đất này thì rất là đẹp, lô đất nở hợp, nhìn khá là ok. Thì về phía bên này thì nó sẽ đáp với bên cái phần cao su này ha. Còn đây là cái lô đất khung hình của mình, nhìn khá là ok, rất là đẹp. Và khu này thì nói chung là khỏi phải chê rồi, đất thì bằng thoải, nó như thế này rất chi là khó kiếm ha, tiền nào của đó. Khi trời mưa xuống thì nước chảy trên đầu nguồn xuống, nhìn cái đập này thì nước cũng hơi đục đục một tí. Khi quay nhìn trên với ánh nắng mặt trời nó chói chang như thế này thì cô chú anh chị thấy nước cũng không được sạch và đẹp cho lắm. Thì mình nói chung là vào mùa nắng thì rất là ok, không khí chỗ này thì nó rất là mát mẻ nha mọi người, rất là được. Thì rồi thì chắc mình sẽ khép video tại đây. Thì mình cũng chúc cho cô chú anh chị gặp nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và có nhiều niềm vui trong tim online, và tìm kiếm cho mình được những cái lô đất giá rẻ và hợp túi tiền của mình. Thì sắp tới đây mình sẽ lên những cái video
tìm những cái lô đất giá rẻ cho cô chú anh chị và cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình thì hãy alo trực tiếp cho nhà đất Văn Trường để kết nối Zalo qua số điện thoại trên màn hình ha. Thì mình cũng nếu như cô chú anh chị và cái lô đất này của mình thì nằm ở tại xã Nam Nung, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông nha mọi người. Thì cái viên này thì nói chung là mình thấy nó rất là ok, thế rất là đẹp. Thì mình thấy cái lô đất này cũng khá là đẹp, phải nói là đẹp luôn chứ không phải là khá là đẹp. Thì cô chú anh chị cảm thấy ưng thì mình sẽ tiến tới để giao dịch mua bán với cái lô đất này nha. Và rồi thì phần cuối video, nếu như cô chú anh chị chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ cho bên nhà đất Vân Trường nha. Thì một lần nữa mình xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú các anh chị nha.